Chào các bạn trở lại với Khải Toàn. Những lưu ý khi xem tuổi xây cất nhà. Có nên xem tuổi xây cất nhà hay không? Nên và không như thế nào? Nếu bạn có ý định mời thầy xem tuổi xây cất nhà, nên xem tổng thể và chi tiết mảnh đất, xem về sinh thần bát tự của những người sống trong nhà, vì xem ngày tháng năm thôi không nhiều tác dụng. Người thầy bạn nhờ những phương pháp khuyến nghị không tổn hại đến người khác. Biết kính người cõi dương, kính người cõi âm, đó là người thầy thuộc số đáng mến. Ngược lại, bạn chỉ có ý định xem ngày tháng năm để làm nhà, mọi việc khác không quan trọng, thì bạn không nên nhờ thầy, vì 8-9 phần sẽ rơi vào năm hạn, năm hung, không bị hạn tuổi thì mảnh đất bị phạm. Nào là tam tai, thái tuế, kim lâu, hoan ốc. Theo vòng lập 12 năm, phạm hết 8-9 năm, đó là chưa kể đến mảnh đất của mình đã bị phạm. Vì vậy, tâm không an, không nên nhờ thầy xem tuổi xây cất nhà, sẽ khiến tâm mình thêm bất an. Có bao người có được duyên phước xây cất ngôi nhà của mình? Thật không nhiều. Đời người chúng ta có được một ngôi nhà quả là vất vả. Khi có được phước duyên ấy, biết bao người tự làm khó mình, với bao lo lắng, với bao phiền não, vì năm tuổi, năm hạn không dám xây cất nhà. Coi tuổi xây cất làm nhà là coi gì? Chư vị không thấu tình đạt lý, tin vào pháp thế gian, chưa suy xét, tự mang phiền não, tự giảm cơ hội của chính mình. Có nên xem tuổi xây cất nhà không? Nên nếu bạn là người có thờ, có thiên, có kiên, có lành. Ngược lại, không nên xem nếu bạn là người có tâm quá lo lắng, là người sống thiếu lòng từ bi. Xem tuổi xây nhà nhằm giảm rủi ro trong giai đoạn xây cất nhà. Xem tuổi của mình có hợp với mảnh đất, có hợp với năm tháng động thổ hay không. Đó chính là pháp thế gian. Khải Toàn xin chia sẻ thông tin về việc này, xét theo phong thủy và xét theo đạo làm người. Ngoài ra, mời các bạn xem thêm bài Những lưu ý khi xây cất nhà, nhập trạch và động thổ. Thông thường, khi xây cất nhà, một số người sợ phạm năm tuổi, sợ phạm tam tai. Thật tình không hiểu hết ý nghĩa năm tuổi tam tai là gì. Xem năm tháng xây nhà, Khải Toàn xét theo tọa độ mảnh đất, sinh thần bát tự của gia chủ và rất nhiều yếu tố khác. Một số ít trường hợp quá kém, tức có quá nhiều yếu tố bất lợi thì không nên vội xây cất. Giả dụ hướng nhà phạm thái tuế, 2024-2025 hướng đông nam phạm thái tuế, vì trùng năm thìn và năm tỵ. Ví dụ vào năm 2025, chủ nhà tuổi tỵ hoặc hợi là phạm thái tuế, kèm theo pháp lý khó khăn, trong gia đình chưa thống nhất hết về ý của căn nhà. Khi có quá nhiều yếu tố bất lợi, không nên vội xây. Ngược lại, nếu chỉ vì một vài lý do nhỏ nào đó mà ngại xây cất thì tự làm khó mình. Khải Toàn hỏi thật, bạn có đủ kiên nhẫn đợi hết 3 năm tam tài, 2-3 năm thái tuế, thêm vài năm hướng nhà có sao kém, bạn có đủ kiên nhẫn đợi mà trong lòng cảm thấy tự tại? Nhà ta, mệnh của ta có phước về tài phú tài lộc, tâm tư công sức cũng của ta. Chỉ vì pháp thế gian nói không được xây cất năm này, phạm năm A, phạm năm B, thật lòng thiếu sự thông đạt. Năm hạn, năm tuổi như thế nào còn phải xem tạo phước, tạo tác trước kia trong quá khứ. Nếu quá khứ đã gây oán, đã làm đau khổ tổn hại bao nhiêu người, đến năm hạn sẽ nhận lại quả. Nhân nào quả ấy là lẽ tự nhiên trong những năm hạn. Trước đây sống thiện lương, năm hạn có đôi chút trở ngại nhưng thật sự không đáng kể. Người sống thiện lương không lo lắng đủ điều. Khải Toàn đã chứng kiến biết bao trường hợp thực tế, dù năm tuổi năm hạn những việc ấy có công danh hiển đạt, tất thảy đều do nhân quả. Xét theo lý, chọn năm ngày tháng năm lành để xây cất nhà. Nếu mảnh đất với năm ấy bị xung khắc, tức dễ có phát sinh trong quá trình xây dựng. Điều này còn phụ thuộc vào tâm tánh và năng lượng của gia chủ.
tùy thuộc vào sự đối đãi với người cõi dương, với chính quyền, với hàng xóm, với bạn bè như thế nào. Tiếp theo, còn tùy vào sự chân thành, khấn sinh với người cõi âm tại mảnh đất, có khấn sinh, có cúng kiến hợp lòng. Nếu cả âm và dương đều được lòng, bạn không quá quan tâm đến năm tuổi, chỉ cần ưu tiên xét theo hướng nhà có phạm thái tuế hay không. Về việc này, Hải Toàn có nêu chi tiết trong video những lưu ý khi xây cất nhà và nhập trạch. Tóm lại, tâm tánh và cách đối nhân xử thế là chính yếu. Tâm tánh thiện lương, được lòng người dương, được mọi người kính mến. Người âm không dám đến quấy phá, lại được ơn trên gia hộ. Lần trước Hải Toàn đi miền Tây xem phong thủy một mảnh đất chuẩn bị xây nhà. Hải Toàn xin chia sẻ hai câu chuyện trong chuyến đi này, xem phong thủy nhà và trợ duyên về cải vận. 1. Tuổi Phạm có xây nhà được hay không? 2. Nhà trước khi xây xong vào ở gặp bao nhiêu chuyện không lành? Câu 1. Tuổi Phạm có được xây nhà không? Từ chính vị gia chủ đã mời Hải Toàn đến khảo sát mảnh đất này. Khảo sát mảnh đất trên 300m2 chuẩn bị xây mới một ngôi nhà. Hải Toàn xin thưa, mệnh có duyên về làm nhà, tức đã có sẵn trong hạt giống ấy. Nếu lo lắng quá về năm tuổi năm kỵ, tự làm mình giảm đi cơ hội, tự gom phiền não vào tâm trí mình. Xem ngày lành, xem năm chọn làm nhà như thế nào, mục đích chính yếu là ngày tháng năm ấy, đừng có từ trường xung khắc với mảnh đất. Đừng có xung khắc với chính gia chủ, tức là xung khắc với sinh thần bát tự. Ngoài ra những yếu tố khác là phụ. Nếu anh sợ năm tuổi thì năm nào cũng có thái tuế, tam tài, hoàng lầu, kim ốc, không có năm nào tốt hoàn toàn cả. Những mật mã ấy là theo pháp thế gian, nên tham khảo và suy xét, không nên lo lắng thái quá. Vì vậy, có cơ hội làm nhà, tâm tánh anh lại thiện lành, biết mở lòng với hàng xóm, đó là duyên lành. Về câu hỏi 2 của một vị người nhà đi cùng anh gia chủ chia sẻ, nhà trước đây xây xong vào ở gặp bao nhiêu chuyện không lành, không biết đã phạm gì. Sau khi xem sinh thần bát tự của anh, hỏi năm xây, năm vào nhập trạch và hoàn cảnh như thế nào, Hải Toàn xin thưa, mệnh của anh vốn không tốt, tâm tánh quá nóng nảy, cái nhà, mảnh đất, người thân chỉ là duyên. Dù anh có ở nơi khác, sống với người khác cũng kém tương tự như thế, vì mệnh của anh vốn đã có nghiệp lực không lành. Muốn thay đổi, thêm phước cho mình, thêm phước cho gia đình, trước tiên cần giáo pháp lành, cần siêng năng để giảm đi tính nóng nảy. Khi ấy anh gia chủ ngồi cạnh bên chợt ngắt lời Hải Toàn, bạn này khi giận con lôi ra quánh túi bụi, không một lời dạy hay giải thích. Hải Toàn tiếp lời, anh thay đổi tâm tính của chính mình, anh xem lại những việc thờ phụng cúng kiến nơi mảnh đất mình sinh sống, mọi việc sẽ thay đổi. Không nên giữ tâm ý cũ, nghĩ rằng nhà xây phạm điều gì, gia đạo có công việc bất an hay không. Có thể nhà anh xây phạm phong thủy kém, có thể lúc anh động thổ không khấn sinh, có thể anh không được lòng của hàng xóm. Nhưng anh có thể sửa những điều ấy qua cách sống chân thiện, qua việc làm lành, qua phương pháp tu tập lành. Tóm lại, những vị có rơi vào hoàn cảnh trên, hãy ngồi xuống tĩnh tọa hành thiền, hạ đi cái tôi, tâm sẽ định, tâm định thì trí sáng, tự mình gieo hạt giống quang minh. Trong cuộc sống, những ai may mắn có được mảnh đất mong muốn xây nhà, tuy nhiên gặp nhiều chướng ngại, nghĩ hoài chưa thông, còn nhiều vướng mắc từ ngoại duyên, từ bên trong lẫn bên ngoài, từ trong nhà ra ngoài đường, ví dụ hai vợ chồng chưa thống nhất ý kiến. Phương pháp rất đơn giản, các bạn chỉ cần ngồi xuống tĩnh tọa thiền định, sau vài tháng tâm bình khí hòa, tự khắc sẽ có ánh sáng. Khi gặp nhiều trở ngại, chưa thể xây nhà vì chưa đủ duyên, vì tâm chưa nghĩ thông, khi ấy hành thiền sẽ giúp bạn có tâm thanh tịnh, tự mình kết duyên lành để thực hiện ngôi nhà mơ ước.
Hải Toàn cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.